Đấu phá thương khung phần 6 tập 68. Ở cuối tập trước, đoàn người Tiêu Viêm đã tiến vào cổ giới. Tại đây, thông qua lời của Hỏa Huyễn, Tiêu Viêm cũng biết được cái gọi là thiên mộ. Sau đó đến chiến thuyền, hắn cũng là chương chính gặp lại thống lĩnh Hắc Yên Quân. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Đại thống lĩnh Hắc Yên Quân, Tiêu Viêm trầm mặt một lúc rồi nhẹ giọng hỏi. Nghe được câu này, bàn tay của nam tử tóc dài đang cầm chén trà bỗng khựng lại một chút. Trong chén trà bỗng nhiên gợt lên những đợt sóng rồi hắn nói, không hổ là người của Tiêu tộc. Người ở đây đặc biệt là muốn chờ ta để lấy lại thể diện cho đám người lên tuyền. Tiêu Viêm bất động thanh sắc hỏi tiếp. Ha ha, mấy tên tiểu tử kia tính tình táo bạo, định lực không tốt. Có người làm họ biết được cái gọi là thiên ngoại hữu thiên thì cũng có thể khiến cho bọn họ thu liễm một chút ngạo khí. Hơn nữa, chuyện lấy thể diện gì đó bọn chúng cũng không dám bơi ta ra mặt. Cổ Chân cười nói. Tiêu Viêm chú mục vào Cổ Chân trước mặt. Người này tương đối bình thản, định lực phong đạm vân khinh như vậy cũng là thanh niên trẻ tuổi nhất mà Tiêu Viêm gặp qua trong mấy năm nay. Người có biết vì sao trên chiến thuyền lại có nhiều chiến sĩ Hắc Yên Quân thủ vệ đến như thế không? Cổ Chân cũng không hề quan tâm Tiêu Viêm nghĩ gì, đột nhiên hỏi. Là lo lắng họ sẽ ở lại cổ giới ư? Tiêu Viêm tùy ý đáp. Đây chỉ là một nguyên nhân. Bên trong cổ giới còn có một số lượng hậu đại khổng lồ. Bọn họ là căn cơ của cổ tộc, cũng là một tầng tộc nhưng trọng yếu nhất. Trong cơ thể của bọn họ cũng chạy xuôi huyết mạch đấu đế. Tuy nói là loãng không đáng kể, nhưng ngẫu nhiên cũng xuất hiện những trường hợp biến dị. Đến lúc đó, họ sẽ trở thành một dòng máu mới của cổ tộc. Dĩ nhiên bọn họ có cơ hội tiến hóa như vậy, sở dĩ vì duyên cớ trong cơ thể của họ có huyết mạch của đấu đế. Cổ Chân nhẹ giọng nói, nhưng loại huyết mạch này rất ít ỏi nên rất dễ dàng bị khuất lấp. Mà phương thức để khuất lấp huyết mạch này cũng rất đơn giản, chỉ cần kết hợp với ngoại tộc. Cổ tộc coi trọng huyết mạch đấu đế, cho nên chúng ta lo lắng người của ngoại tộc sẽ tìm cách làm cho nó biến mất. Bởi vậy, chúng ta mới đề phòng chuyện người ngoài ở lại cổ giới như thế. Nói đến đây, Cổ Chân chợt ngừng lại nhìn Tiêu Viêm rồi nói tiếp. Hậu đại tầm thường cũng thế, mà thành viên trung tâm cũng vậy. Trong tộc quy của cổ tộc ta còn có một quy định rất rõ ràng, không được thông hôn với ngoại tộc. Người giờ đây hẳn là hiểu ta muốn nói chuyện gì rồi. Sắc mặt của Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như trước, nhẹ giọng đáp. Biết, nhưng đối với ta thì vẫn không có tác dụng gì. Ta nói mấy câu đương nhiên không thể làm cho người chấm dứt hoài bão lẫn kỳ vọng, nhưng người có thể hiểu được cổ tộc coi trọng huyết mạch đấu đế đến mức nào. Cho nên, để chắc chắn huyết mạch được truyền thừa lâu dài, chuyện ngươi và tiểu thư sẽ rất khó có kết quả. Cổ Chân chậm rãi đặt chén trà xuống rồi nói tiếp. Luận viện phải biết khó mà lui, nếu không chỉ sợ rằng không ai có kết quả gì tốt. Đây không phải là uy hiếp mà chỉ là nhắc nhở. Nếu ngươi thực sự thích tiểu thư thì không nên liên lụy đến nàng. Hiện tại, Tiêu tộc đã hoàn toàn xuống dốc. Tiêu Viêm nhẹ nhàng lồng hai tay vào nhau rồi xoay nhẹ nạp giới. Một lúc sau, hắn chợt cười nói, huyết mạch đấu đế thật sự rất lợi hại ư? Nghe vậy, Cổ Chân liền sững sốt chợt cười. Đây còn cần phải nói sao? Hiện tại những chủng tộc viễn cổ đều rất mạnh, đó là minh chứng tốt nhất. Tiêu Viêm cười cười cũng không đáp lại rồi hỏi tiếp. Cần phải đạt được cảnh giới gì mới làm cho cổ tộc xem nhẹ huyết mạch đấu thánh? Cổ Chân nhướng mày chậm rãi đáp. Ta đây sẽ đạt đến cảnh giới đó. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Đây không phải là chuyện đơn giản cứ đó là được. Nhớ kỹ lời ta nói, là đấu thánh, chân chính đấu thánh mà không phải là bán thánh. Cổ Chân nhíu mày nói. Đấu tôn định phong thì cổ tộc ta chưa bao giờ thiếu. Nhưng dù họ làm cho mọi cách và tiêu hao tâm lực cả đời cũng không thể nào đặt một bước vào cảnh giới ấy. Ta biết thiên phú ngươi không tệ, nhưng trong cổ tộc ta, người có thiên phú mạnh hơn ngươi còn nhiều lắm. Bọn họ đối với việc tấn thăng đấu thánh còn chưa có nửa phần tin tưởng. Người như thế nào mà có thể khẳng định ngươi làm được? Bởi vì các ngươi chính là người cổ tộc. Còn ta không phải, bởi vì các ngươi phải dựa vào huyết mạch đấu đế cường đại, mà ta cũng lại không phải. Tiêu Viêm cười giả đáp. Về phần ta có thể đạt tới đấu thánh hay không thì thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nụ cười trên khuôn mặt Cổ Chấn dần dần thu liễm lại, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đối diện đang tràn ngập một vẻ mà người ta gọi là tự tin. Một lát sau, hắn rốt cuộc cũng thở dài nói, nếu ngươi thật có lòng tin như vậy thì tự nhiên ta rất vui lòng. Nếu ngày sau khi lãnh hội được sự khó khăn ở cảnh giới đấu thánh, hy vọng ngươi có thể rời khỏi tiểu thư, bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy đối với cả hai cũng không có chỗ nào tốt. Đà tạ đã nhắc nhở. Ta có thể đi tới một phế vật Tiêu gia đến hôm nay thì cũng không bao giờ buông bỏ chuyện gì. Dù có đối mặt với cả hồn tộc, ta cũng không có sợ chút nào. Cổ tộc cũng tương tự như thế. Nghe tiếng cười vang vọng bên tai, vẻ mặt của Cổ Chân cũng trở nên phức tạp. Bốn chữ chưa từng buông bỏ vô cùng đơn giản, người có thể làm được cũng không nhiều. Khi Cổ Chân cất tiếng than nhẹ trong lòng thì bỗng chiến thuyền đột nhiên rung lên. Không gian xung quanh vốn đang dao động cũng từ từ tiêu tán, mà tốc độ chiến thuyền cũng dần dần giảm xuống. Trong tầm mắt của mọi người lúc này chợt hiện lên một cảnh non xanh nước biếc trùng trùng điệp điệp phía xa xa. Đến cổ thánh sơn mạch rồi sao? Khoảng cách giữa chiến thuyền cùng với mảnh thiên địa mây mù lượn lờ càng lúc càng gần, thì quả tim của Tiêu Viêm đập càng lúc càng nhanh. Thân hình của hắn bất động rồi đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt chiếu thẳng vào một ngọn núi xa thẳm vần vụ vần quanh. Ở nơi đó có một bóng dáng mờ ảo màu xanh xinh đẹp tuyệt trần đang đứng như ẩn như hiện. Dù cách nhau khá xa, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm giác được một cảm xúc nhớ mong quen thuộc từ tận cốt tủy. Từ xa thẳm, bốn mắt đối diện dần dần như hòa quyện vào nhau. Cổ Chân chậm rãi đứng dậy nhìn bóng hình xinh đẹp như là nữ thần cao quý, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười phức tạp. Nhiều năm như vậy, có thể dễ dàng đích thân đến đón thì cũng chỉ là mỗi một nam tử này. Tiêu Viêm, nội tình của cổ tộc còn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nếu ngươi có thể đạt được cảnh giới đấu thánh thì hết thảy đều là tốt đẹp. Nếu như không thể chỉ sợ sẽ gặp khó khăn vô cùng. Cho nên, hy vọng ngươi có thể làm được những gì ngươi nói. Ánh mắt của tiểu thư hẳn là không kém. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu. Trong cuộc trò chuyện với Cổ Chân, hắn có thể cảm giác được áp lực cực lớn của Huân Di bên trong cổ tộc.
ai cũng không thể ngăn ta với Huân Nhi ở cùng một chỗ, dù có là cổ tộc, vậy cũng không được. Mây đen dày đặc dũng động cuốn chân trời. Chiến thuyền khổng lồ cũng đang dừng lại trên không trung của dãy núi mênh mông vô bờ, hấp dẫn vô số ánh mắt đang quan sát chăm chú. Mọi người bên trên đều tụ tập ở mũi thuyền nhìn xuống với những dãy núi hiểm trở chập trùng phía dưới. Họ cảm nhận được từ trong sơn mạch này toát ra vô số khí tức vô cùng cường hãn, làm cho không ít người đều phải thầm tắt lưỡi tán thán. Không hổ là bản doanh cổ tộc, cường giả nơi này đã đạt đến số lượng vô cùng kinh khủng. Ha ha, các vị khách quý cổ tộc, xin mời. Lại nghe thanh âm của thương lão vang lên trên thuyền, rất nhiều người rất khách khí đáp lại một câu, sau đó mới thi triển bộ pháp từ chiến thuyền hạ xuống. Liền sau đó, họ bay vút lên một quần thể kiến trúc thấp thoáng ở trung tâm sơn mạch, bởi nơi này chính là trụ sở tiếp tân của cổ tộc. Tiêu Viêm vẫn chưa động thân, vẫn đứng ở mũi thuyền, ánh mắt của hắn tập trung vào đỉnh núi đầy mây phía xa xa, mà trong đám người của Thiên Hỏa Tôn giả cũng đang đứng sau hắn, chỉ có đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên cũng đang dõi theo về nơi đó, bên trong mang một vẻ phức tạp mơ hồ. Ánh mắt nhìn về nơi xa xăm một lúc lâu, thì cuối cùng bóng hình xinh đẹp trên đỉnh núi đầy mây bao phủ cũng động, nàng ngự trên mây, tà áo vần bay theo làn gió thổi tựa như là vân trung tiên tử và mang theo một cảm giác huyền ảo. Trong ánh mắt quan sát của rất nhiều người, nàng vẫn ung dung bước đến và cuối cùng đã phi phù bên ngoài chiến thuyền. Thấy một thiếu nữ thanh y xinh đẹp tuyệt trần, tất cả ánh mắt trên chiến thuyền đều bắn lên người của nàng, trong đó không ai giấu nổi vẻ kinh diễm. Nhất tiểu khuynh thành, tái tiểu khuynh quốc, nhan sắc tuyệt mỹ như vậy chính là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói kia. Khi lần nữa nhìn thiếu nữ dường như do linh khí trời đất sinh ra, ngay cả những nam nhân tự hào bản thân hoàn mỹ nhất cũng cảm thấy xấu hổ, vì không khéo mình sẽ làm ô uế nàng mất. Nhìn dung nhan cơ hồ quen thuộc đến tận linh hồn, gương mặt đang xúc động của Tiêu Viêm cũng dần nở một nụ cười nhu hòa. Tiêu Viêm ca ca. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, thiếu nữ áo xanh chợt nhuyễn miệng cười, thân hình mềm mại chợt lóe đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm trên chiến thuyền, thanh âm dịu dàng như là tiên nhạc chợt vang lên bên tai Tiêu Viêm. Cách xưng hô quen thuộc như là một cây búa tại giáng mạnh vào nơi yếu đuối nhất trong lòng của Tiêu Viêm, khiến cho hắn hầu như không nén được xúc động, muốn ghi chặt Huân Nhi trước mặt vào lòng thật lâu. Tiểu ni tử càng ngày càng đẹp. Cố nén cảm xúc này xuống, Tiêu Viêm vươn tay ra vuốt nhẹ đầu nàng dưới ánh mắt của vô số chiến sĩ Hắc Yên Quân đang si ngốc trợn mắt há hốc mồm khẽ cười nói. Sau đó, cổ chân nhìn thiếu nữ dung nhan mỹ lệ đang tươi cười vô cùng vui sướng, rồi cũng nở một nụ cười cay đắng. Hắn hiểu được nụ cười của nàng chỉ nở rộ cho nam nhân kia và từ hồi duy trì khi trước mặt nam nhân ấy. Huân Nhi vốn như là nữ thần cao giả trong lòng mình, mới chân chính hiện lộ ra phong tình của một thiếu nữ. Nguyên lai tiểu tử này cư nhiên cư đổ nữ thần của cổ tộc, khỏi trách mấy tên kia lại thực sự đối xử với hắn như vậy. Chẳng qua tiểu tử này cũng quá trâu bò. Nam tử có vẻ mặt khinh khỉnh của Viêm tộc nhìn thấy một màn này cũng không khỏi phải thán phục, cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu tộc bây giờ cũng không phải là tiêu tộc lúc trước. Nữ tử áo đỏ trên mặt cũng thoáng dừng mắt lên người của Huân Nhi, chợt nhẹ giọng nói. Ha ha, cũng trở nên xem thường Tiêu Viêm, có thể từ một phế vật vứt đi trong một gia tộc huyết mạch suy bại và đi tới trình độ ngay cả chúng ta cũng phải ngước nhìn thì cũng không phải là chuyện người thường có thể làm được. Tiêu tộc một lần nữa quật khởi, vì hắn cũng là chuyện không phải không có khả năng. Hoa Huyễn cười cười thản nhiên nói, nghe được Hoa Huyễn cười như thế mà xem trọng Tiêu Viêm đến như vậy, mấy người bên cạnh cũng không nên được phải nhíu mày nhưng cũng không đáp lại. Hiển nhiên họ vẫn không tin được lời hắn nói. Tiêu Viêm ca ca, đi cùng với Huân Nhi nhé. Sau khi cùng với Tiêu Viêm ôn chuyện, Huân Nhi chợt mỉm cười rồi thân hình chợt động đã lao vào bên trong sân mạch. Sau đó, Tiêu Viêm cũng chậm rãi hít vào một hơi. Hắn biết Huân Nhi lộ diện đến đón mình nhằm mục đích chứng minh cho những người của cổ tộc thấy quyết tâm của nàng. Nàng là nữ nhi, cư nhiên còn dám thế, thì tự nhiên Tiêu Viêm sẽ không khiếp đảm. Một khi đã như vậy, liền để ta xem thử cổ tộc này đến tột cùng có chỗ nào khó lường. Nhìn dãy núi chạy dài miên man vô tận, hơn nữa còn tản ra khí tức cổ kính, trong lòng của Tiêu Viêm cũng dâng tràn một luồng hào khí. Hắn cười lớn rồi vung tay ra hiệu cho đoàn người Tiểu Y Tiên lướt khỏi chiến thuyền, sau đó nhanh chóng đuổi theo Huân Nhi phía trước. Nhưng ngay khoảnh khắc của Tiêu Viêm lướt khỏi chiến thuyền thì linh hồn vốn nhạy cảm của hắn đã nhận thấy có khoảng 10 ánh mắt cực độ cường hãn bên dưới đảo qua người mình. Uy áp ẩn chứa trong những ánh mắt này cực mạnh, khiến cho không gian quanh thân của Tiêu Viêm cũng chợt đông cứng lại. Hừ, nhìn thấy biến hóa của không gian xung quanh mình, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng sầm lại. Những tộc nhân cổ tộc này quả nhiên muốn hung hăng cho hắn một bài học phủ đầu. Một ngọn lửa cực kỳ nóng bỏng đột nhiên nổ mạnh rồi bùng ra phía chân trời. Khói lửa kinh hoàng lấy Tiêu Viêm làm trung tâm ầm ầm khuếch tán dữ dội. Loại nhiệt độ đáng sợ như thế này đã trực tiếp làm cho không ít người trên chiến thuyền lộ ra vẻ khiếp sợ. Dị hỏa thật cường hãn. Ánh mắt của nữ tử áo đỏ Hỏa Chỉ lúc này cũng lộ ra vẻ kỳ dị, chăm chú nhìn thân ảnh trong trung tâm biển lửa kia, mà ấn ký hình ngọn lửa ở mi tâm của nàng cũng càng ngày càng trở nên nóng cháy. Khói lửa bùng ra bốn phía một cách mãnh liệt, làm cho không gian cầm cố quanh thân của Tiêu Viêm cũng nổ nát ra. Tiêu Viêm cước đạp hỏa diễm đứng ở trời cao chú mục nhìn vào một số nơi trong sơn mạch. Chủ nhân những ánh mắt kia thật lực xác thực rất cường hãn, nhưng chỉ muốn dựa vào uy áp để áp chế Tiêu Viêm hắn, thật đúng là chuyện người si nói mộng. Hả? Nhìn thấy Tiêu Viêm chỉ thế đã nhẹ nhàng phá vỡ cấm cố không gian, ở trong sơn mạch cũng phát ra vài tiếng hô kinh dị. Làm càn, mấy vị trưởng lão các người còn biết lễ nghi hay không? Vừa gặp mặt đã ra tay đối phó khách nhân của cổ tộc, chính là muốn người khác khinh chúng ta là mang gì cả sao? Khi có lửa tuôn ra dữ dội, thân hình mềm mại của Huân Nhi phía trước chợt lóe đã liền xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Đôi mắt của nàng lạnh như băng nhìn trừng trừng xuống dãy núi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng chào dâng khắp cả tầng không. Lời này của tiểu thư nghiêm trọng rồi, nhiều năm không thấy người của tiêu tộc, giờ đây gặp lại nhất thời hứng khởi muốn ra tay thử một chút mà thôi. Tiếng quát lạnh của Huân Nhi vừa dứt, một thân ảnh thương lão liền chậm rãi hiện lên bầu trời. Người này thân vận áo bào tro, sắc mặt già lão lạnh lùng, ánh mắt của lão nhìn Tiêu Viêm càng chứa vẻ bất thiện không ít. Tiêu Viêm cũng chú mục vào lão già bào tro vừa hiện thân, hiển nhiên lão ta chính là một trong những người vừa ra tay đối phó hắn.
Bác tên Đấu Tôn sao? Ánh mắt của Tiêu Viêm đã qua lão già áo tro, trong đó thoáng hiện lên một dao động nhỏ. Xem ra có không ít người của cổ tộc ôm địch ý với mình. Hành trình đến cổ tộc lần này quả nhiên không phải là con đường bằng phẳng. Cổ Kim trưởng lão, hôm nay là thời điểm cổ tộc ta đón khách. Người cứ làm như vậy thì phần hơi quá mất. Lùi xuống đi, không có lần thứ hai. Sau trong sân bạch bỗng truyền ra một thanh âm nhàn nhạt vang vọng không trung, cuối cùng như là sấm dậy bên tai mỗi người nơi này. Nghe vậy, Cổ Kim cũng cung kính chắp tay hướng về sau trong sân bạch hành lễ, sau đó cúi người thi lễ với Huân Di, rồi lúc này mới hờ hững liếc Tiêu Viêm một cái. Xong mọi chuyện, lão ta vừa xoay người đã lướt trở về chỗ sau trong sân bạch. Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ? Nhìn Cổ Kim mới rời khỏi, Huân Di xoay người qua nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì. Tiêu Viêm cười ung dung, lắc lắc đầu rồi đáp. Tiêu Viêm ca ca, giờ đây huynh cũng biết vì sao Huân Di muốn kéo dài thời gian không cho huynh đến cổ tộc rồi chứ? Huân Di khẽ thở dài. Nàng ngược lại chưa từng đoán được những lão gia hỏa cổ hủ này lại không nhịn nổi như thế. Khi Tiêu Viêm vừa đến Tiêu tộc thì đã bị dằn mặt thị uy. Tiêu Viêm cũng cười cười. Tự nhiên hắn biết Huân Di không muốn mình đến cổ tộc bị người chế nhạo, bởi vậy nàng mới ba lần bốn lượt yêu cầu mình phải đề cao thực lực rồi mới đến tìm nàng. Đi thôi, trước khi đến cổ tộc, ta liền hiểu rõ tương lai mình sẽ gặp những chuyện tương tự thế này. Tóm lại cũng không thể để cho muội giúp ta mang gánh nặng này trên lưng nữa. Một mình muội đã vì ta mà chống lại nhiều năm như vậy, thì giờ hẳn phải đến lượt ta rồi. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Luận thực lực hiện tại của hắn giờ đã có tư cách nói câu này. Lúc trước nếu trưởng lão Cổ Kim kia muốn động thủ thì Tiêu Viêm có thể khiến cho lão ta tuyệt đối không có chút ưu đãi nào. Nghe được những lời ôn du của Tiêu Viêm, trong lòng của Huân Di cũng cảm thấy xao xuyến, chợt thản nhiên cười. Với vị trí của nàng ở cổ tộc, xác thực đã trì hoãn cho Tiêu Viêm không ít thời gian. Chẳng qua rất may nàng đã kịp thời kéo dài cho đến khi Tiêu Viêm thật sự trưởng thành. Hiện tại cả hắn và nàng đều có năng lực gánh đỡ chuyện này. Ở một nơi hiểm trở trong sơn mạch, có một thân ảnh đang đứng chắp tay và ánh mắt đang hướng về phía Tiêu Viêm và Huân Di trên bầu trời. Mái tóc có hai màu đen trắng của hắn đang vũ động trong gió. Dưới mái tóc này lộ ra một đôi mắt lạnh như băng, tựa tu la địa ngục. Tiêu Viêm này cuối cùng cũng đã đến đây. Một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, rồi thân ảnh của một nam tử vẫn ngân bào đã xuất hiện sau lưng người kia một cách quỷ dị. Cô yêu, xem ra cảm tình của Huân Di với hắn thật là tốt. Hay là người buông tha chủ ý đánh vào nàng đi. Nam tử mặc ngân bào nói vọng lên với nam tử có mái tóc đen trắng rồi cười hắc hắc nói. Hắn không phải là tộc nhân của tộc, vì vậy không thể ở cùng chỗ với Huân Di. Đích thân ta sẽ nhắc nhở hắn. Nam tử có mái tóc đen trắng đó bằng thanh âm không chút dao động nào, tự như đang nói về việc vô cùng bé nhỏ không đáng kể nào đó. Nếu như hắn cố ý không ly khai thì sao? Nam tử mặc áo bào bạc lại cười nói. Người kia khẽ nhướng mày lẩm bẩm, vậy liền giết. Sau khi quát lui Cổ Kim trưởng lão kia, Huân Di lần nữa đã mắt một vòng khắp sơn mạch, cuối cùng dừng lại ở một đỉnh núi cao. Từ nơi này nàng cảm giác được một tia sát ý rất nhạt nhưng lạnh như băng mà lại vô cùng quen thuộc. Cổ yêu, nếu ngươi dám làm sằng làm bậy, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngọc thủ nhỏ nhắn khẽ siết lại, trong đôi mắt đẹp của Huân Di thoáng lên một vẻ trách cứ. Đi thôi, Tiêu Viêm ca ca. Chậm rãi nén xuống áp lực trong lòng, Huân Di nhìn sang Tiêu Viêm thì chợt phát hiện ánh mắt của hắn cũng đang tập trung ở địa phương nàng vừa dừng lại. Người này rất mạnh. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, bằng linh hồn lực xuất chúng, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nhàn nhạt vô cùng nguy hiểm theo định sơn phong bùng phát ngập tràn. Hơn nữa, luồng khí tức này rõ ràng là nhắm vào hắn mà đến. Muốn chân chính bài trừ những địch ý của cổ tộc thì thủ đoạn bình thường không có chút tác dụng nào. Sắc mặt của Tiêu Viêm vẫn thản nhiên. Tuy nói ở cổ thánh thành hắn đã đánh bại những người trẻ tuổi như là Linh Tuyền và Lâm Hữu, nhưng bản thân hiểu được chỉ là những chuyện này xa xa vẫn chưa đủ. Trong mắt của những lão gia hỏa của cổ tộc ấy, có đánh thắng đám người Lâm Hữu cũng chưa đủ tư cách cho bọn họ để mắt đến. Bởi vậy hiện giờ Tiêu Viêm cần có đối thủ là một cường giả chân chính có danh vọng đứng đầu lớp trẻ của tộc. Thêm nữa khi giao phong hắn buộc phải thắng, nếu không mấy lão gia hỏa lẫn tộc nhân vốn đang bảo trì trung lập cũng có thể ngã theo xu hướng phản đối hắn một cách kịch liệt. Về phần đối thủ hắn đang cầu thì cỡ đám người Lâm Hữu rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Cổ Trần có danh vọng không thấp ở Hắc Yên Quân nhưng vẫn đạt tới cấp độ đứng đầu các thanh niên trẻ tuổi, mà muốn thỏa mãn loại yêu cầu này thì phóng mắt nhìn toàn cổ e rằng chỉ có bốn người, chính là tứ đại đồ thống Hắc Yên Quân. Khí tức nguy hiểm lúc trước của Tiêu Viêm có thể khẳng định nó thuộc về một trong tứ đại đồ thống. Đi thôi, chậm rãi thu liệm ánh mắt, Tiêu Viêm hướng Huân Di cười nói. Vâng. Huân Di khẽ gật đầu, dáng người mềm mại dùng tư thái tao nhã động lòng người, tựa hồ là điệp xuyên hoa đang bay múa khẽ lướt đi. Mặt khác, đoàn người Tiêu Viêm dưới vô vàn ánh mắt đóng đinh lên người cũng theo sát phía sau. Ở ngọn núi xanh phương xa, nam tử tóc hai màu hắc bạch đang đứng phía sau hướng đoàn người của Tiêu Viêm quốc xa dần. Trên mặt của gã cũng chợt hết lên một nụ cười lạnh giá. Ha ha, không hổ là tộc nhân Tiêu tộc. Ánh mắt hắn phóng đến đây lúc trước hẳn là ngươi hiểu hắn có ý gì, vậy mà hắn muốn khiêu chiến ngươi. Nghe con mới sinh ra mà cũng muốn khiêu chiến sao? Cô yêu trừng mắt lên thản nhiên nói. Ngày mai chính là nghi thức trưởng thành, dựa theo quy củ thì bản thân ta cũng có cách tìm kiếm đối thủ của mình. Nhìn đảm lượng của hắn như vậy, ta cũng cho hắn một cơ hội. Còn về phần Huân Nhi, ta sẽ giải thích cách làm của mình sau. Thanh âm chậm rãi buông xuống, thân hình của cổ yêu cũng từ từ trở nên hư ảo, một lúc sau mới hoàn toàn biến mất vô tung. Ha ha, thật thú vị. Lớp trẻ của tộc và Tiêu tộc đã bao năm chưa từng giao thủ, ta dám cá và cũng trông đợi rằng Tiêu Viêm này có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Nam tử ngân bào cười dài rồi tự nhủ, thân ảnh của hắn cũng dần trở nên mơ hồ rồi biến mất. Một lúc sau, ở ngọn thành phòng này chỉ còn tiếng cười dài của hắn quanh quẩn như không tiêu tán. Theo Huân Di hướng dẫn, đoàn người cũng chưa đến nơi tiếp đãi chuyên môn của cổ tộc mà lại đi đến rồi dừng lại trước một gian lầu trúc sâu trong sơn mạch.
Nơi đó, có một bóng người tiên lão đang cười già nhìn xuống đám người tiêu viêm. Lăng lão nhìn thân ảnh quen thuộc đứng trước gian lầu trúc, tiêu viêm chợt ngẩng người ra rồi mỉm cười chắp tay hành lễ. Kha kha, không đến 10 năm thời gian mà tiêu viêm thiếu gia đã đạt đến cảnh giới này, thật làm cho lão phù xấu hổ. Lăng ảnh cười dài nói, đi thôi, đi vào trước. Nơi đây chính là địa phương ta tịnh tu nên rất ít người đến, mà muội nghĩ chỗ khác hẳn là tiêu viêm ca ca cũng không thích đâu. Huân Nhi mỉm cười nói. Tiêu viêm gật gật đầu, hoàn cảnh này nơi ưu tĩnh rất hợp với tâm tư của hắn. Trải qua những ngày gần đây với những chuyện xảy ra liên tục như thế thì hắn đã trở thành đề tài nóng bỏng trong cổ tộc rồi. Sở dĩ hắn muốn ở đây một phần cũng vì không muốn người cổ tộc tranh nhau vây xem như xiêm xích khỉ. Đoàn người theo Huân Nhi tiến vào nhà trúc, sau đó phân ngồi thử ngồi trong phòng khách, mà tiêu viêm cũng là nhân cơ hội này giới thiệu song phương một lượt. Khi Huân Nhi và Lăng Ảnh nghe được Thành Lần diện mạo xuất trần lại có bích xà tam hoa đồng thì nét mặt cũng thoáng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên cả hai đều đã nghe qua danh tiếng của loại kỳ đồng này. Tiêu viêm thiếu gia, thời gian cậu đến cổ tộc còn sớm hơn lão phu dự đoán xa. Lăng Ảnh khẽ thở dài, vốn lão tưởng tối thiểu phải mất 20 năm thì tiêu viêm mới có cơ hội vào cổ tộc, nhưng không ngờ chỉ ước chừng 10 năm hắn đã đạt được rồi. Chẳng qua lấy thực lực hiện tại của thiếu gia xác thật là đủ tư cách đến cổ tộc. Cậu đến đây mà nói thì áp lực của tiểu thư có thể buông lỏng một ít. Từ năm đó, lúc trong tộc đề nghị mang tất cả mọi người tiêu gia gửi về cổ giới, về mục đích này, nói như vậy hẳn cậu đã biết ít nhiều. Nhưng cũng may là có tiểu thư và một số vị trưởng lão khác phản đối, nên lúc đó mới bỏ qua ý niệm của những gia hỏa kia. Nhưng đây cũng chỉ là tính toán nhất thời, bởi vì loại đề nghị kiểu này hầu như năm nào cũng có người nhắc đến. Bởi vì cố gắng tranh thủ cho cậu thêm nhiều thời gian, nên tiểu thư cũng liền bế quan trong một thời gian rất dài. Cổ tộc coi trọng huyết mạch, tộc nhân có huyết mạch lực càng thuần khiết và dày đặc thì trọng lượng của câu nói càng lớn. Mấy năm nay tiểu thư không ngừng bế quan cổ tu vì chỉ muốn lời nói của nàng càng thêm phần trọng yếu. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn mấy cái nghị quyết xuất thủ với tiêu gia trong tộc. Nói đến đây, Lăng Ảnh thở dài một tiếng nói. Lão phu biết chỉ trong 10 năm ngắn ngủi mà tiêu viêm thiếu gia có thể đạt đến trình độ hiện tại thì tất nhiên khổ lao không ít, nhưng tiểu thư cũng phải trả giá không nhỏ. Lăng lão, Huân Nhi khẽ gọi một câu, sau đó xoay lại lắc đầu với Lăng Ảnh ra ý bảo người không nên nói nữa. Thay thế, Lăng Ảnh cũng cười cười nói, ta lão già này cuối cùng không thể quản được cái miệng mình. Tiêu viêm mỉm cười, đôi người đen nhánh nhìn dung nhan tinh ngã nghiêng nước nghiêng thành, sau đó vươn tay rồi nhẹ nhàng cầm lấy ngọc thủ của Hương Nhi, rồi nhẹ giọng nói, mấy năm nay vất vả cho muội, về sau những sự tình này cứ để cho ta gánh vác, những áp lực trong tộc của tiểu ni tử người cứ để cho ta giải quyết. Cảm thụ được sức nóng trên ngọc thủ truyền vào, gương mặt của Hương Nhi cũng thoáng hiện lên một ánh phớt hồng, nhưng trong lòng thoáng chút vui sướng. Mặc kệ nàng trước mặt tộc nhân biểu hiện cường thế ra sao, nhưng dù sao nàng vẫn là một thiếu nữ nên trong lòng cũng có hơi chút yếu mềm. Tiêu viêm ca ca, ngày mai chính là lúc lễ thành nhân của cổ tộc bắt đầu. Lễ thành nhân vốn không có quan hệ gì đến khách nhân được mời, nhưng bởi vì huynh là người tiêu tộc và lẫn nguyên nhân do muội nên lễ thành nhân này hẳn sẽ có bóng dáng của huynh. Huân Nhi câu mày lại rồi nói, dựa theo quy củ, phàm là tộc nhân tham gia lễ thành nhân thì có thể tùy ý chọn một người để luận bàn thị thí. Cơ hội quang minh chính đại như vậy chỉ e rằng ít người có thể bỏ qua. Đương nhiên, lấy thực lực của tiêu viêm ca ca hiện giờ, dù có nhìn khắp lớp trẻ của cổ tộc thì người có thể thắng huynh không nhiều lắm, nhưng có 4 người lại ở trong số này. Vâng, thực lực của 4 người này đều vào khoảng bát tình đấu tôn hoặc đã ngoài và lại được xưng là những người tiếp cận trở thành tồn tại Hắc Yên Vương nhất. Nét mặt của Huân Nhi có phần nghiêm nghị rồi nói tiếp, mà trong 4 người này có khả năng lớn nhất sẽ xuất thủ với huynh chính là người được xưng Tù La Đồ Thống Cổ Yêu. Tù La Đồ Thống Cổ Yêu, tiêu viêm chậm rãi lặp lại cả tên này lần nữa chợt nói, người vừa rồi hẳn là hắn. Vâng, Huân Nhi gật đầu, trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc, không ngờ tiêu viêm quả nhiên đã nhận ra khí tức của Cổ Yêu. Cổ Yêu có thiên phú phi phàm và có được huyết mạch đấu đế, tuyệt đại đa số người trong tộc đa số đều hy vọng ta và hắn có thể kết hợp. Mà nửa năm trước, hắn cũng tự chủ động đề cập vấn đề này với trưởng lão viện, nhưng lại bị ta cự tuyệt, mà lý do liền là tiêu viêm ca ca. Huân Nhi cười khổ rồi nói tiếp, theo tính tình của hắn, tất nhiên sẽ ra tay một cách đường hoàng, hắn rất rõ ràng. Nếu đánh bại huynh thì những người bảo trì trung lập trong tộc cũng sẽ nghiêng về khuynh hướng của hắn. Tiêu viêm kẻ gật đầu, chén chè trong tay chợt gợn sóng, mà hắn động dạng cũng rất rõ ràng. Chuyện này đối với hắn cũng là một loại kỳ ngộ. Hắn thất bại, tất nhiên cổ tộc sẽ không còn ai coi trọng mình. Mà tương tự, nếu Cổ Yêu thất bại, thì hôn sự giữa tiêu viêm hắn và Huân Nhi sẽ không bị mấy tên trưởng lão cổ hủ tiếp tục tìm cớ gây khó dễ. Cho nên, lần giao thủ với Cổ Yêu này chính là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Bởi vậy trận chiến này mình không thể bại. Bóng đêm như nước tràn ngập đại địa, ánh trăng thanh lương từ bầu trời đêm khuynh sái chiếu xuống làm cho cả dãy núi chợt như khoác lên một chiếc áo bạc lung linh. Ở trung tâm sơn mạch, từng quần thể đại diện tiếp xúc nhau liên miên giữa ánh trăng, tự như là một viễn cổ cự thú. Nó phát ra một khí tức cổ kính, mà lúc này ngôi điện kia đang sáng bừng dưới vô số đèn đuốc chiếu sáng. Đây chính là dịp đại hỷ của cổ tộc. Vì vậy rất nhiều đại địa phương đã giăng đèn kết hoa vô cùng rực rỡ, nơi nơi đều tràn ngập những không khí hân hoan. Mà thật ra những ngôi đền cổ kính này còn có một ngọn núi vô cùng yên tĩnh. Nó không có những loại chuyện hiền náo thế này, làm cho nơi đây giống như nơi cư ngụ của những lão nhân ẩn sĩ, rất an tường và tĩnh lặng. Trên đỉnh núi có một bóng dáng xinh đẹp tao nhã vận y phục dư tuyết trắng đang đứng. Đôi mắt đẹp của nàng dõi xuống ngôi điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng vẫn giữ yên lặng, không biết nàng đang nghĩ những gì. Cô còn chưa nghỉ ngơi, đột nhiên một thanh âm dịu dàng vang lên trên đỉnh núi, rồi một thân ảnh thanh y chậm rãi đi đến, dưới ánh trăng khuynh sái chiếu vào, nét thanh nhã trên mặt của nàng càng trở nên động lòng người. Nơi đây chính là cổ tộc sao? Kỳ thực không khác gì ngoại giới cho lắm. Thân ảnh áo trắng xinh đẹp quay người lại nhìn Huân Nhi đang chậm rãi tiến lên, rồi mỉm cười bình phẩm.
ở trong này cần phải chịu đựng áp lực mạnh hơn ngoại giới rất nhiều. Cổ tộc dựa vào huyết mạch cường thịnh, nhưng vì nguyên nhân này mà cổ thánh sơn mạch mới trở thành thánh địa trong lòng những dựa dân. Chỉ cách vài năm sẽ có vô số dựa dân mang con em mình đến đây. Hy vọng trong bọn họ sẽ xuất hiện người có huyết mạch biến dị mạnh mẽ. Tuy mỗi lần vẫn có một ít chuyện kinh hỉ, nhưng số người thất vọng còn nhiều hơn. Mấy năm nay, ta phát hiện không ít con em có huyết mạch gần như bị phế bỏ nên không chịu nổi sự đả kích đến thế, phải tự tận đường trường. Đôi mắt đẹp mê ly của Hương Di cũng cúi xuống nhìn mảnh trời đầy sáng rực. Bên trong thanh âm của nàng toát ra một cảm giác vô lực đến tận xương tủy. Nếu muốn cường thịnh thì tự nhiên phải chấp nhận trả giá đắt thôi. Tiêu Y Tiên lặng lẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Hương Di cũng khẽ thở dài một tiếng. Nàng tự nhiên hiểu được đây chính là cái giá rất đắt mà cổ tộc phải trả khi muốn đổi lấy sức mạnh đời đời. Mấy năm nay đa tạ ngươi. Hiển nhiên Hương Di cũng không muốn dây dưa đề tài này quá lâu. Quay đầu lại nhìn kiều nhan của Tiêu Y Tiên rồi nói. Người nói là Tiêu Viêm sao? Đã trở thành thói quen rồi. Có thể ở cạnh hắn hỗ trợ một chút thì ta cảm thấy rất tốt rồi. Đối với thiếu nữ mình đã hiểu rõ, Tiêu Y Tiên cũng không muốn giấu gì nhiều, chỉ khẽ cười tiêu sái rồi liếc nhìn Tiêu Hương Nhi nói. Người cũng đừng tự giác chủ trương nói ra chuyện gì khác. Ta thích loại cảm giác bây giờ, cũng không muốn thay đổi gì cả. Nhưng vì người không chịu nói ra, hắn vẫn cứ đầu heo như vậy. Hương Nhi cười nói. Tiêu Y Tiên cũng không nói gì khác, chỉ nhìn Hương Nhi rồi chợt nói. Ta nghĩ người nên biết một số chuyện khác. Người muốn ám chỉ chuyện gì? Hương Nhi khẽ nhướng đôi mắt đẹp rồi hỏi. Tiêu Y Tiên cũng do dự một lúc nhưng vẫn chưa nói. Người muốn ám chỉ Mị Đỗ Toa hoặc Thải Lương sao? Hương Nhi khẽ ngẩng đầu, đôi tròng mắt lấp lánh như sao trời làm cho người khác không thể nắm bắt. Quả nhiên ngươi đã biết, ở trước mặt ngươi có chuyện gì giấu được không? Tiêu Y Tiên nhìn nàng khẽ thở dài, lấy năng lực tình báo của cổ tộc cộng thêm địa vị của Hương Nhi bây giờ, chỉ cần nàng mở miệng thì sẽ có không ít người muốn giao hảo tự mình dâng lên những tin tức tình báo có liên quan đến trước mặt nàng. Vậy thì sao? Ta sẽ giận dữ trước mặt huynh ấy rồi bảo huynh ấy cắt đứt với Thải Lương ư? Hương Nhi mỉm cười chặt đôi môi nhỏ nhắn động lòng người thành một vầng trăng khuyết, tưởng như muốn cười nhưng cuối cùng lại khẽ ra một hơi dài rồi lẩm bẩm. Kỳ thật ta cũng rất đau đầu vì mấy chuyện này. Người khác kỳ vọng ta sẽ có những chuyện này mà rời bỏ, thậm chí là thù hận hắn. Nhưng chính ta tự biết đây là những chuyện không có khả năng. Một khi đã như vậy thì tự rước thêm phiền não vào thân để làm gì? Nói đến đây, Hương Nhi lại nhìn Tiểu Y Tiên rồi nói. Loại sự tình này ta sẽ chờ hắn chủ động nói với ta. Đến lúc đó ta mới ra vẻ những tâm giáo huấn hắn một trận, làm cho hắn hiểu được là một nam nhân hoa tâm thì sẽ không có kết quả gì tốt. Tiểu Y Tiên nhìn Hương Nhi. Đến thời điểm này nét mặt của tiểu ni tử này mới thoáng hiện lên một vẻ căm giận. Bộ dáng như vậy tự nhiên là tiểu nữ nhân phẫn nộ vì mới phát hiện ra trượng phu nhà mình đi vụng trộm với con gái nhà khác vậy. Tốt lắm, ta cũng không muốn đàm luận đề tài này với người khác. Ngày mai chính là lễ thành nhân của cổ tộc, ngươi hãy nghỉ ngơi cho sớm đi. Hy vọng sau này ngươi vẫn có thể bầu bạn bên cạnh hắn. Thì phẫn nộ vừa thoáng qua trên mặt của Hương Nhi rất nhanh đã tiêu tán, liền cười dài rồi nói. Vậy còn ngươi? Đôi mắt đen tinh tế của Tiểu Y Tiên khẽ nhướng lên. Đôi mày liễu nhỏ dài của Hương Nhi cũng thoáng rung nhẹ nhưng không trả lời. Ngọc thủ của nàng vụng nhẹ rồi xoay người bước vào gian lầu trúc ở sườn núi. Nhìn bóng lưng của Hương Nhi, đôi mày đen của Tiểu Y Tiên hơi nhíu lại nhưng vẫn không nói gì thêm. Thân hình vừa lướt liền phi nhiên đuổi kịp. Sáng hôm sau, lúc tia nắng đầu tiên từ phía chân trời khuynh sái xuống thì toàn bộ cổ thánh sơn mạch lập tức trở nên nhiệt náo. Trên bầu trời, từng đạo thân ảnh lướt qua và tiếng chuông trống tràn ngập vẻ hân hoan vui sướng cũng vang dội không dứt trên các dãy núi. Cửa phòng đang đóng chặt cũng phải chậm rãi mở ra. Tiêu Viêm hiện đã thay một bộ trường bào tinh tươm cũng bước ra từ bên trong. Ánh mắt đảo qua một vòng xung quanh khoảng đất trống thì đã phát hiện nhóm người Hương Nhi đã tụ tập đông đủ, lập tức bèn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tiêu Viêm ca ca, nghỉ ngơi tốt không? Hương Nhi mỉm cười nhìn đón, ngọc thủ vuốt lại những nếp nhăn trên bào phục của Tiêu Viêm. Bộ dáng quen thuộc như vậy rất giống như cô vẫn ngoan bé nhỏ, mà một màn này nếu để cho những tộc nhân của tộc khác bắt gặp, chỉ e rằng làm cho đôi mắt của họ phải đỏ bừng vì ghen tị. Tiêu Viêm gật đầu cười, cảm thụ được tình cảm ẩn giấu bên trên ngọc thủ, trong lòng của hắn cũng chợt rung động. Hắn cố thủ liễm tâm tình, ánh mắt trông về những đời gian điện xa xa đó. Nghi thức thành nhân sẽ sớm cử hành. Vâng, chúng ta cũng động thân đi. Hương Nhi mỉm cười, ngọc thủ khẽ vẫy một cái, bất chợt một con độc giác thú trắng như tuyết có hình thể cường tráng vỗ cánh chấn động không gian từ trong rừng bay đến, sau đó dừng lại trước mặt của mọi người. Thân hình của Hương Nhi khẽ lướt thì đã xuất hiện trên tấm lưng rộng rãi của độc giác thú. Đám người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng bay vút lên theo sau. Sau đó, Hương Nhi vỗ nhẹ lưng của độc giác thú một cái thì nó hí lên một tiếng dài, vỗ mạnh đôi cánh tức thì hóa thành một luồng ngân quang nhanh chóng lao về phía xa xa một cách mạnh mẽ. Tốc độ độc giác thú cực nhanh, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã đến dãy đại điện san sát kia. Cuối cùng, theo như sự hướng dẫn của Hương Nhi bắt đầu dẫn hạ cánh xuống mảnh đất trung tâm. Đồng hành với Hương Nhi, không thể nghi ngờ gì đoàn người Tiêu Viêm đã trở thành tiêu điểm cho rất nhiều ánh mắt dồn vào. Bởi thế, khi họ nhảy xuống lưng của độc giác thú thì liền cảm giác được từng ánh mắt kỳ dị phóng mạnh đến. Đi thôi, Hương Nhi cũng không để ý đến với những ánh mắt này, nhẹ giọng nói với đoàn người của Tiêu Viêm. Sau đó, nàng bèn nhanh chóng làm tiên phong đưa đoàn người Tiêu Viêm đến một quảng trường khổng lồ trước một tòa điện được khí tức cổ kính vần quanh. Xung quanh quảng trường khổng lồ này được bao vây bởi những chiến sĩ Hắc Yên quân mặc giáp đen đứng thẳng tắp, ánh mắt của họ sắc bén như là mắt ân không ngừng quét qua bốn phía xung quanh. Mà khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Viêm thì ánh mắt nhìn sắc bén kia chợt dừng lại một chút nhưng vẫn không có cử động gì khác. Quanh quảng trường rộng lớn hiện giờ có không ít bóng người đã ngồi xuống. Hương Nhi bước đến đây vẫn chưa dừng lại và đi thẳng đến hàng ghế rộng rãi phía trước quảng trường. Sau đó đám người Tiêu Viêm cũng thoáng do dự rồi cũng cất bước theo sau.
Khi Huân Nhi chậm rãi đi vào khu vực này thì phía sau bỗng vang lên tiếng trường thương giao kích rất mạnh mẽ. Hóa ra đó chính là do hai gã chiến sĩ mặc kim giáp sử dụng thương trường giao lại ngăn cản toàn bộ đoàn người của Tiêu Viêm phía sau. Nghe được thanh âm chói tai này, gương mặt của Huân Nhi tức thời biến sắc, một luồng lửa giận trong lòng chậm rãi dâng lên. Tránh ra, nghe được âm thanh lạnh như băng vang dẫn bên tai, hai gã chiến sĩ kim giáp đang đứng thẳng tắp cũng ngẩn ra tựa như là có chút do dự. Tiểu thư, người không cần làm khó bọn họ, khu vực này chính là địa phương đặc thù, nếu không phải là người trong tộc hay là quý khách đặc biệt, bổn tộc mời đến thì không thể vào trong, hy vọng có thể lượng thứ. Một tiếng cười nhạt vang lên, Tiêu Viêm vẫn bình thản đảo mắt qua, liền nhìn thấy một vị lão giả đang đứng chắp tay, khuôn mặt cư nhiên lại giống như Cổ Kim vài phần. Nhìn những chiến sĩ mặc kim giáp, Tiêu Viêm liền biết nơi này thuộc về một khu vực đặc biệt. Hắn vốn không hứng thú gì với những khu vực thế này, nhưng Huân Nhi lại không cho là vậy. Nếu Tiêu Viêm đã đến đây, nàng liền muốn chiêu đãi hắn một cách tốt nhất. Nơi này tương đối dễ quan sát, hơn nữa lúc này còn có Huân Nhi, vì thế xung quanh chợt có rất nhiều ánh mắt dồn đến, cuối cùng dừng lại trên người của Tiêu Viêm. Trong mắt không ít người khi nhìn tới lại lộ ra vẻ suy nghĩ. Tiểu thư, Gia Huỳnh nói không sai. Tuy Tiêu Viêm này là hảo bằng hữu của cô, nhưng dù sao cũng chưa đạt đến cảnh giới mà chúng ta phải xem như là khách quý. Một thanh âm nhàn nhạt khác cũng vọng đến. Đúng là vị Cổ Kim trưởng lão đã xuất thủ với Tiêu Viêm ngày hôm qua. Sắc mặt của Huân Nhi lạnh như băng, trong đôi mắt đẹp bỗng chốc như bốc lửa. Lão gia hỏa này đã ba lần bốn lượt muốn ngăn trở, vì thế đã chính thức khơi dậy lửa giận trong lòng của nàng. Cổ Kim, Cổ Hương, hai người không có mặt mũi, các người có lộn hay không vậy? Các người hiếp người khác, lão phu cũng không lười quản tới, mà hiện giờ các người thế nhưng lại trực tiếp leo lên đầu của gia nam học viện ta cơ đấy. Thật sự coi lão phu là bùn nhão hay sao? Nhưng đến thời điểm Huân Nhi sắp phát hỏa, một thanh âm mắng chửi mà Tiêu Viêm có chút quen tai lại đột nhiên vang vọng khắp cả phiến thiên này, làm cho hắn cũng phải sững sờ. Mang thiên xích, lúc Tiêu Viêm còn đang gẫn tò tay ra thì hai người của kia bên kia cũng tương tự, sắc mặt của bọn họ kệ biến, trong miệng lại phát ra một âm thanh kinh hãi. Không gian trên bầu trời vặn vẹo, sau đó một thân ảnh già đưa xuất hiện dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Lúc thân ảnh này hiện ra thì lập tức vung tay phóng ra hai đạo lôi nhân ẩn chứa đấu khí mạnh liệt như là biển rộng, bắn thẳng xuống hai người của Kim như điên cuồng. Người nhìn lão này nói đánh là đánh. Hai người Cổ Kim cũng vô cùng thịnh nộ nhưng vẫn không quát nổi ra tiếng, mà thân hình lui lại liên tiếp theo sắc mặt ngày càng khó coi của họ. Hai đạo lôi mang giống như là sao băng lướt qua trên bầu trời. Nhưng ngay tại lúc này, sắp nện mạnh vào hai người của Cổ Kim thì một luồng kinh lực vô hình đột nhiên bùng phát trong không gian, vừa vặn tiếp lấy chúng. Tại sao là ngươi? Tiêu Viêm thấy thân ảnh của thương lão hạ xuống từ bầu trời, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc kia, hắn chợt sửng sốt đến ngây người. Bởi lúc này hắn phát hiện ra lão nhân ra tay tương trợ cương nhiên chính là vị đại gia lưu miệng có lộn không đó, mà ngày đó hắn gặp ở hư không lôi trì, nên lập tức không nén được phải kinh hô thật lớn. Ngươi, cái đầu của ngươi, biết lễ phép không? Gọi là viện trưởng. Lão nhân họ Mang nghe được tiếng kinh hô của Tiêu Viêm, lại nổi đóa thổi rau bay phù phù rồi trách mắng. Viện trưởng, trong mắt của Tiêu Viêm hiện lên một vẻ mịt mờ khó hiểu. Một lát sau rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn lão nhân họ Mang trước mặt. Ngươi, ngài là viện trưởng nội viện của học viện già nam. Vô nghĩa, trừ lão phu gọi là Mang thiên xích ra, còn có ai dám tự xưng như vậy sao? Lão già vẻn vẻn rau, chờ cười hắc hắc đánh giá Tiêu Viêm một lúc, sau đó vươn tay nhéo mặt của hắn rồi mới cười nói. Không tệ, không tệ, gia hỏa Tô Tiên kia lần này không đổ với ta, cuối cùng cũng dạy ra một tên đệ tử hiếm gặp. Khóe miệng của Tiêu Viêm co giật, nhìn lão già đang cười gian trước mặt. Trong lúc nhất thời, hắn không có biện pháp liên tưởng lão già như tổ phỉ này với viện trưởng nội viện thần bí đỉnh đỉnh đại danh kia là cùng một người. Lần trước gặp mặt thế mà lại không nhận ra ngươi. Sau khi trở về suy nghĩ kỹ mất nửa ngày, lúc này mới nhớ lại, ngươi chính là tên nhóc Tiêu Viêm mà gia hỏa Tô Thiên kia không gần truyền tin cho ta. Mang tiền xích vỗ vỗ vai của Tiêu Viêm bằng bộ dạng nghĩa khí căng vân. Yên tâm, yên tâm, ngươi là đệ tử của gia nam học viện, hơn nữa còn là đệ tử rất hợp nhãn của lão phu. Từ nay về sau có việc, lão phu ắt bảo kê cho ngươi. Tiêu Viêm cười khổ, lão gia hỏa này thực sự không giống với vị trưởng thần thần bí gì gì đó, mà ngược lại càng giống như một lão thổ phỉ từ trong ổ cướp xông ra. Đa tạ Mang lão tiên sinh. Huân Nhi bên cạnh cũng khôi phục tinh thần trong cơn kinh ngạc, mỉm cười nói. Chuyện nhỏ, Mang tiên sinh tùy ý vất vất tay bộ dạng cũng vô cùng trượng nghĩa. Sau đó lão gia dùng ánh mắt quái dị đảo qua một vòng qua hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi rồi cười hắc hắc. Ta nói bọn chúng thế nào là làm khó một hậu sinh vạn bối như ngươi, nguyên lai là ngươi đã hái mất đá hoa rực rỡ nhất của cổ tộc. Nghe được lời này, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng lúc xanh lúc trắng, còn Huân Nhi bên cạnh cũng ửng đỏ như rắn chiều. Mang lão tiên sinh, nơi này không phải là lôi tộc. Hai người Cổ Kim bị hai đạo lôi mang đẩy lùi giờ phút này đã giận dữ ra mặt, bước mạnh tới rồi trầm giọng nói. Mang thiên xích liếc hai lão gia hỏa kia một cái rồi ra vẻ ông đế quan tâm, rồi nhìn vào không gian hư vô nói. Sơn lão quái, ngươi cũng bớt thiên vị hai lão tiểu tử này đi, lấy thân phận của ngươi mà đi sai sử làm khó dễ một vạn bối, có cần chứng tỏ ngươi quá độ lượng thế không hử? Cổ Kim, Cổ Hư, cả hai ngươi lùi xuống đi. Không gian hư vô bỗng dập dờn một trận, rồi một lão già bào đen tóc trắng chợt hiện lên một cách quỷ dị, sau đó từ trên không hạ xuống. Đầu tiên, lão chắp tay thi lễ với Huân Nhi, gương mặt đang phát lạnh. Sau đó, lão ta nhìn Mang Thiên Xích với vẻ bất đắc dĩ, hít vào một hơi rồi nói: "Lão gia hỏa ngươi, lần này phải xuất đầu, liền cho ngươi chút thể diện." Nói xong, bị bạch phát lão giả này bèn buông tay áo rồi tiến đến hàng ghế phía trên cách đó không xa. Từ khi xuất hiện đến giờ, lão ta thủy chung cũng chưa từng liếc với Tiêu Viêm một cái. Bố lão muốn đùa giỡn với lão phu hử, nhìn bóng lưng của bạch phát lão giả, Mang Thiên Xích bị môi, sau đó nhìn Tiêu Viêm như muốn nói chuyện gì, nhưng cuối cùng chỉ vỗ vỗ vai của hắn nói:
ngươi, tiểu tử này cũng coi như là lớn gan, biết rõ hầu hết cổ tộc đều nhầm vào mình mà cư nhiên còn dám tới nơi này. Bất quá cứ yên tâm, mấy lần Tô Thiên truyền tin cho ta đều nhắc nhở, nếu ta có gặp ngươi thì hảo hảo quan tâm ngươi thật tốt. Ở nơi này, lão gia hỏa kia cũng bất đắc dĩ phải bán cho ta một cái mặt mũi, nhưng ngươi hẳn là hiểu được, muốn những lão gia hỏa mắt cao hơn đầu này chừng chính nhìn mình bằng cặp mắt khác thì phải dựa vào chính bản thân ngươi. Đa tạ viện trưởng chỉ điểm, Tiêu Viêm ôn quyền thành tâm cảm ơn. Từ giọng nói của Mang Thiên Xích, hắn có thể cảm giác được sự quan tâm thân thiết. Đi thôi, Mang Thiên Xích cười cười, sau đó xoay người đi đến một dãy ghế phía trước. Tiêu Viêm do dự một chút rồi mới dẫn mấy người tiểu y tiên sắc mặt có phần bất thiện nhanh chóng đuổi theo. Sau đó, họ đều ngồi xuống với những chiếc ghế cạnh Mang Thiên Xích. Lão gia hỏa vừa rồi tên là Cổ Sơn, là một trưởng lão lâu đời và lại có thực lực không kém của cổ tộc. Trong cổ tộc, hắn cũng có một ít lực ảnh hưởng, hơn nữa cũng là một trong những người kiên quyết phản đối chuyện của chúng ta. Đợi đến khi mọi người an tọa, Huân Nhi cũng thấp giọng nói. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, hắn có thể nhận thấy thực lực của Cổ Sơn kia, chỉ sợ rằng ít nhất đã đạt tới đấu tôn đỉnh phong. Lượng cường giả trong cổ tộc quả nhiên đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Trong lúc Tiêu Viêm và Huân Nhi đang thấp giọng trò chuyện, thì hắn cũng đảo mắt nhìn qua những khu vực đặc thù cho khách quý. Có thể vào đến chỗ này, đại đa số đều là người rất có danh vọng đối với cổ tộc. Chẳng qua ở trong này, Tiêu Viêm cũng thấy được mấy người Hỏa Huyễn đã gặp và nói chuyện với nhau trên chiến thuyền. Khi Tiêu Viêm nhìn tới thì Hỏa Huyễn kia cũng mỉm cười, gật đầu chào hắn. Cười đáp lại Hỏa Huyễn, tầm mắt của Tiêu Viêm chuyển hướng đến một vị trí ngồi cao bên trái, nơi đó có một đám người vây quanh. Những người này phần lớn đều là lớp trẻ tuổi của cổ tộc. Ở trong nhóm này, Tiêu Viêm bắt gặp Cổ Trần, Lâm Hữu lẫn Linh Tuyền cùng mấy thống lĩnh Hắc Yên quân nữa. Mà giờ khắc này, mấy người kia cũng đang nhìn hắn bằng vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Kiểu nhìn như thế này làm cho Tiêu Viêm phải cau mày. Khi muốn dời mắt đi nơi khác thì đồng tử đột nhiên co lại bắn thẳng vào một góc khuất. Nơi đó có một thân ảnh lộ ra sắc ý sắc bén đang ngồi xếp bằng. Người này có mái tóc bằng hai màu hắc bạch, khí tức toàn thân rất băng lãnh giống như là huyền băng vạn năm, làm cho người nào nhìn thấy y cũng cảm giác được một sự nguy hiểm đến nỗi gai óc. Tiêu Viêm nhìn bóng dáng như điêu khắc của người này với vẻ ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được một luồng sát ý quen thuộc đang tỏa ra tràn ngập từ người này. Hơn nữa mục tiêu của luồng sát ý này rõ ràng là chính mình. Tu La Đồ Thống, Cổ Yêu. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi dài, bàn tay trong áo dần dần siết chặt. Luồng sát ý này giống hệt như ngày hôm qua hắn cảm thấy. Hiển nhiên, hắn chính là vị Tu La Đồ Thống Cổ Yêu theo lời Huân Nhi, có tính uy hiếp lớn nhất đối với bản thân mình. Xem mục tiêu luồng sát ý này nhắm đến, hiển nhiên khi hắn vừa vào khu vực này thì nhất cử nhất động của chính mình đã nằm trong cảm giác của Cổ Yêu. Thậm chí ngay cả khi mình theo dõi hắn hiện giờ, chỉ sợ rằng đã bị hắn phát hiện. Người này đích thật là một đại kình địch. Trong mắt của Tiêu Viêm thoáng hiện lên vẻ căng thẳng. Trong lứa thanh niên cổ tộc hắn gặp đến bây giờ, người khó giải quyết nhất chỉ e hắn là vị người gọi là Tu La Đồ Thống này. Tiêu Viêm ca, cẩn thận hắn. Khi Tiêu Viêm nhìn chằm chằm thân ảnh băng lạnh kia thì Huân Nhi cũng đã phát hiện, ngọc thủ của nàng nắm chặt, bên trong đôi mắt đẹp cũng xẹt qua lạnh ý rồi nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, mặt khác, sau khi nghi thức trưởng thành kết thúc không lâu thì cũng là lúc thiên mộ mở ra, vốn dĩ lấy điều kiện của huynh thì có thể tiến vào bên trong, nhưng khẳng định sẽ có những trưởng lão khác giữa đường làm khó dễ. Huân Nhi câu mày nói, yên tâm đi, đến lúc đó lão phu sẽ nói tốt giúp cho tiểu gia hỏa này. Nói như vậy, mấy lão gia hỏa trong tộc người hẳn là cũng không làm khó hắn quá mức. Mang Thiên Xích ngồi phía trước xoay lưng lại nói. Nói như vậy thì xin đa tạ Mang lão tiên sinh. Như vậy Huân Nhi nhất thời cười khẽ rồi cảm tạ. Không phải người cố ý muốn nói cho lão phu nghe sao? Tiểu đi tử, còn muốn đùa giỡn trước tâm nhãn của lão phu hử? Mang Thiên Xích đảo cặp mắt trắng dạ nói. Huân Nhi mỉm cười và cũng không phản bác. Có lợi thế như vậy cũng không biết tận dụng thì cũng thật là quá mức lãng phí. Bất quá, nếu Tiêu Viêm người nghĩ muốn vào thiên bộ thì ắt phải thuận lợi vượt qua một cửa. Hẳn người biết lão phu đang nói cái gì chứ? Mang Thiên Xích nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, sau đó vừa tay chỉ vào thân ảnh băng lạnh phía trước rồi thấp giọng nói. Chỉ cần ngươi có khả năng kiên trì 100 hiệp bất bại dưới tay tên kia thì chính có thể là bịt cái mồm thối của mấy tên lão gia hỏa kia rồi. Có tiến vào thiên mộ thì cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều. 100 hiệp, Tiêu Viêm hơi trột dạ cũng không nói gì, nhưng bàn tay trong áo bào cũng siết nhẹ. Chuyện này cũng không phải là kết quả hắn cần. Khi Tiêu Viêm siết chặt tay thì một tiếng chuông cổ kính bỗng vang vọng khắp cả phiến thiên địa. Tiếng chuông dần dần khuếch tán ra bốn phía, cuối cùng quanh quẩn khắp bên trong những dãy núi non trùng điệp. Thời gian bắt đầu rồi, nghi thức bắt đầu đi. Sau khi tiếng chuông ngân vang quanh quẩn tan hết, một thanh âm đột nhiên truyền ra từ trong không gian hư vô. Bên trong thanh âm này ẩn chứa uy áp vô cùng khủng bố, làm cho không ít người ở quảng trường không nén nổi phải hít sâu vào một hơi khí lạnh. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.